Chào tất cả mọi người. Thời gian vừa qua TEC nhận được rất nhiều câu hỏi là bên anh có bán những cái mẫu máy mà khoảng 3 đến 4 triệu cho con em học tập hay không, hay là làm văn phòng. Thì hôm nay bên TEC nhập về rất nhiều cái mẫu này anh em nhé. Con này thì nó tên là con Dell Latitude 5450. Dell Latitude 5450 thì có cái cấu hình là Core i5 thế hệ thứ 5, RAM 8 SD256. Một mẫu máy mà theo mình bán ra mình cảm nhận nó là cái mẫu máy mà bền nhất trong cái đầu 5 của Dell Latitude. Dòng này thì cực kỳ bền. Cái cân nặng của nó thì nó khoảng tầm 1,6 cân. Ngoại hình bên ngoài thì theo mình nó tạm được, tôi nhìn với cái tầm giá. Trước để mà mua mới con này nó khoảng tầm 28 triệu. Nhưng thời điểm hiện tại TEC nhập về nay new như thế này thì bên mình bán ra có khoảng 3 triệu rưỡi thôi, bảo hành 1 tháng. Còn mọi người muốn bảo hành 6 tháng cũng được, bên mình sẽ cộng thêm cái giá khoảng tầm độ 700 nghìn nữa, đủ phụ kiện. Ok, mọi người có thể qua TEC để tham khảo. Bây giờ mình sẽ làm một cái video chi tiết về cái máy này một chút để sâu lên cho mọi người xem nhé. Con Dell Latitude 5450 này. Ok, xin chào tất cả mọi người.